Xin thân mến kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã cùng truy cập vào kênh YouTube chính thức của Eway. Bạn là một hồi bài đĩa lên sóng cho bác và nghe một chiếc đầu giải mã âm thanh cao cấp của hãng Zinet. Model là ZN9800 Pro, một chiếc đầu DAC hình thức đẹp, chất âm hay và đặc biệt hôm nay. Em sẽ tháo bên trong để các bác và anh em xem cái nội thất bên trong, thấy được cái độ hoàn thiện sản phẩm nó chỉn chu như thế nào nhá. Đây, cái tiên thì các bác anh em cùng xem sản phẩm khi em cầm trên tay đây. Đây, em sẽ bỏ ra đã. Một dây USB kết nối máy tính này, dây nguồn và dây Bluetooth. Trước tiên quý vị và các bạn cùng theo dõi cái hình thức về chiếc đầu DAC này. Size chiều ngang là 43cm và chiều sâu này là 25cm. Nặng 5kg. Theo dõi một vòng sản phẩm này. ZN9800 Pro. Hỗ trợ LRAC, DSD, Hi-Fi, Digital Audio Decoder. Logo Zinet cực kìa đẹp, mạ vàng. Đây là các nút mode và volume. Đây là cái màn hình OLED, độ phân giải rất là cao và nó còn nguyên siêu nhá, anh em dùng anh em bóc ra thì cái màn hình ở bên trong rất là đẹp và sáng. Cái điểm nhấn là những con ốc, 10 con ốc mạ vàng, ốc lục giác. Và kể cả cái phần thiết kế phía trên này rất là đẹp, anh em nhìn này, để xa ra một chút đây anh em quan sát. Đây, giống như kiểu hình cái vai bò ấy. Và những cái tiểu tiết khắc nổi này này, thiết kế luôn nguồn rất là đẹp và những cái nút mốt rất là tinh tế. Đây, quay phía sau để anh em xem. Đây là hai cái rãnh hai bên, trực tiếp 220V và bên trong thì có cả đổi điện sang điện 110V anh em nhé. Model là ZN9800 Pro, made in Singapore, hàng được sản xuất tại Singapore. Và các cổng vào cũng có Bluetooth này, cổng USB này, cổng COSIA này, cổng optical này, và đường ra có hai đường, một là đường không cân bằng là RCA như bình thường và đường thứ hai là đường Kalon truyền tín hiệu cân bằng. Và anh em nhìn nhỉ, những cái chân cắm đồng mạ vàng, kể cả cổng USB cũng được mạ vàng, chân Kalon bên trong cũng mạ vàng. Quý vị cùng xem mặt là sau cái chân. Đây là có cả mút cao su nhá, để giảm rung chấn rất là tốt. Bật nguồn này, em sẽ chỉnh cam hạ thấp xuống một chút nhé để anh em dễ quan sát, tại vì là có một mình quay clip nên là sẽ hơi mất thời gian một chút, mong anh em bỏ qua nhé. Quý vị thấy là cái màn hình OLED này, độ sắc nét rất là cao. Và hiện chip chính của con đầu giải mã này là chip ES9038 Pro. Cái bộ não xử lý của những con đầu giải mã là những con chip, và hãng này sử dụng chip ES9038 Pro, hai chip luôn anh em nhé. Thì anh em cùng xem bên trong. Hiện nay những chiếc đầu DAC cao cấp thì nó có 3 cái xu hướng chính. Một là sử dụng chip ES9038 Pro. Xu hướng thứ hai là sử dụng chip AK4499. Và thứ ba là sử dụng chip R2R. So với chất âm của AK4499, nhiều người thấy rằng là âm thanh của nó cũng rất là hay, nhưng mà nó thiếu đi cái độ tự nhiên, trung thực, cảm giác như được xử lý hai lần. Còn R2R thì giá thành nó cao và hiệu suất của nó không tốt so với ES9038 Pro. Vì vậy mà Zinet đã sử dụng chip ES9038 Pro. Thứ nhất là cái giá thành của nó tốt hơn R2R và hiệu suất chuyển đổi cao hơn, và âm thanh của nó sẽ chắc, nó mang hương vị của nhạc số nhiều hơn. Anh em chơi DAC thì dùng chip của ES9038 Pro nó luôn có một cái đặc trưng, dấu ấn nhất định. Nút chuyển chế độ này trên màn hình nó sẽ hiển thị, thứ nhất là tần số lấy mẫu. Đây, em chưa kết nối cổng vào nên là chưa hiển thị tần số lấy mẫu là bao nhiêu kHz này. Và volume ngõ vào, quý vị có thể ấn mode chuyển USB, COSIAN, Optical, Bluetooth. Đây, giờ đây là volume này, to nhất là 0.00 decibel, giảm dần. Đây, ấn giữ mode là chuyển filter này, bộ lọc này, anh em thấy bộ lọc này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sản phẩm. Em đã tháo cái mặt đậy ở trên, nhìn tổng quan cái đầu DAC này, về cái sắp xếp những cái linh kiện đã, nó rất là chỉnh chu, rất là gấu. Bên trong một chiếc DAC cao cấp của hãng Zinet. Hai chiếc biến áp nguồn để cung cấp dòng điện độc lập cho dây analog và dây kỹ thuật số digital riêng. Hai dòng điện độc lập. Cái này là cái cần thiết. Chúng ta cũng cần cách ly dòng điện thì ở đây cũng thế. Hai nguồn điện độc lập. Nút gạt em chuyển về 110V nhé, hoặc là 220V. Mặc định sẽ là 220V. Còn nếu như anh em dùng điện 110V thì có nút gạt anh em gạt sang là 110V. Bên này anh em thấy này, riêng cả phần nguồn hãng xử lý rất tốt nha. 6 tụ lọc ELA for audio, chuyên dùng cho audio, 10.000 microfarad này. Anh em nhìn 6 con tụ lọc để cung cấp cái nguồn điện dồi dào cho chip ES9038
38 Pro. Đây, 6 con tụ lọc 10.000 microfarad, tụ ELA for audio. Không biết anh em có nhìn được không? Em chỉnh camera một chút nhé. Hãng sắp xếp những cái linh kiện rất là khoa học, chỉnh chu. Đây, chip X-Mode này là chip của cổng USB, chip Qualcomm của Mỹ dùng cho Bluetooth này. Và anh em nhìn, và hai con chip đầu não ES9038 Pro ở hai cái vị trí này, ở dưới hai cái thanh tản nhiệt này. Và ô ban nhá, để cho anh em xem nhìn những con ô ban và những tụ lọc này. Đấy, quý vị nhìn này, chip X-Mode này, chip Qualcomm này, ô ban của JRC5532DD, những con ô ban. Và quý vị xem những con trở này, em nhìn con trở sắp xếp này rất tỉ mỉ, hãng họ rất trau chuốt ở cái mạch, nhìn cái mạch nó cực kỳ là đẹp. Bên ngoài thôi đã thấy là cái hãng nó cực kỳ trau chuốt từng những cái rắc cắm này, RCA, rắc cắm Cosian, hoặc là những tiểu tiết nhỏ như là mạ vàng chân cổng USB này. Sản phẩm này là giải mã 32 bit và hỗ trợ nghe nhạc DSD256, thoải mái để anh em chơi. Hiệu quả hơn rất là nhiều khi anh em kết hợp với một chiếc đầu cơ chuyển đến con đầu giải mã chuyên nghiệp độc lập để xử lý cho tín hiệu của nó cực kỳ là hay và chi tiết. Cuối cùng em xin phép báo giá chiếc đầu DAC GN9800 Pro của hãng Zenith đến từ Singapore. Sản phẩm này có giá là 18.500.000 đồng. Anh em nào yêu thích sản phẩm này thì vui lòng liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 12 tháng. Cảm ơn các bác và anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.